Việt Nam về ngó ai cũng đang đuổi chưa, mẹ cũng đang tôi nuôi, David cũng đang tôi nuôi á, David vậy, ai mẹ con mình đều đen. Đã vì nắng cho nên mình bị đen. Do nắng đen là phải có cái đường vô, tôi vô là bà xuống nên tôi quay xe lại nó đậu xe. Rồi, vô đó đi. Chỗ này không có đậu được. Đường đi mà đậu không. Cái quán bánh bị xa không nằm bên tay phải này nè. Biết rồi. Xin chào cả nhà. Hiện tại mình đang ở trong cái tiệm bán bánh mì của Nguyễn Thổ. Thì mình đang định là mua một cái bánh mì, một cái bánh pizza chứ không phải bánh mì, cái bánh pizza mà ở trên là người ta là bỏ thịt thịt bò mà người ta làm bánh mì của người Thổ á, rồi người ta bỏ lên cái trên mà người ta bỏ kê, bỏ phô mai vào và người ta nướng lên thành một cái bánh pizza. Loại bánh này ăn rất là ngon, pizza này ăn rất là ngon, mình rất là thích, nói không cũng chảy nước miếng rồi. Hôm nay á, là gia đình mình đến thăm bà Teresa gần như là hơn một tháng đó. Thì mình đi Việt Nam thì mình vẫn chưa thăm bà, thì hôm nay mình tới mình thăm bà. Thì ngày hôm nay gia đình mình tới thăm bà Teresa thì mình mang theo quà từ Việt Nam và mình cũng mua thêm một cái bánh pizza nữa tới nhà bà để bà với lại David ăn cho vui. Bởi vì David nhà mình đó với lại Teresa rất là thích bánh pizza loại này, cho nên là mình ghé vào quán, trên đường đến nhà thì mình ghé vào quán này mình mua bánh pizza. Đây là quán pizza của người Thổ Nhĩ Kỳ á, và ở đây người ta bán đủ thứ loại bánh pizza rồi các loại bánh của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì một cái quán bánh mì như thế này ở của người Thổ ở Đức á, mọi người nó rất là phổ biến. Và người ta sống, người Thổ người ta sống về cái nghề mà bán bánh mì như thế này rất là nhiều luôn. Rất là nhiều ở cái khu vực của mình ở đó. Rất là nhiều, rất là đông. Và cái bánh mì của người Thổ thì cũng mọi người cũng rất là thích ăn. Ngay cả bản thân mình cũng rất là thích ăn. Đây là quán bánh mì của người Thổ Nhĩ Kỳ á. Đây là một cái quán bánh mì rất là khá nổi tiếng ở khu vực này. Và ở Đức á, là có rất là nhiều cái quán bánh mì của người Thổ như thế này á. Ở Đức người Thổ bán bánh mì rất là đông luôn. Thì khi vào tiệm này á, là mình muốn mua cái loại bánh pizza mà cái đế ở dưới á, là người ta làm bằng bánh pizza. Còn cái nhân ở trên á, mọi người là người ta sẽ bỏ cái thịt bò của bánh mì này vào. Sau đó người ta rắc lên một lớp phô mai và người ta nướng lên. Thì cái bánh pizza như vậy mình ăn mình thấy nó rất là ngon. Và cái giá tiền đối với cái loại bánh pizza này á, thì mình trả là 8 đồng 50 sen. Đây là cái cục thịt bò mà người ta cột lại rồi người ta nướng lên nè. Bánh pizza của mình xong rồi, có nướng rồi. Trong tiệm này á, thì mình thấy là mọi thứ rất là tươi ngon mọi người. Và cái bánh mì ở đây á, mình nhìn mình thấy cũng rất là ngon. Và mình cũng có mua một cái bánh mì người ta gọi là đốn yuca. Thì đây là một bánh mì dẹp làm bằng phẳng và người ta bỏ rau củ cũng như là thịt vào bên trong á. Và sau đó thì người ta cuộn lại. Thì cái bánh mì này người ta cũng ăn rất là nhiều ở Đức và mình thấy là nó cũng phổ biến. À, một người người ta có thể ăn hết luôn nguyên cả một cái bánh mì như vậy. Nhưng với mình á, thì phải hai người mới ăn hết một cái này. Bởi vì nó khá là to. Và nó có, nói chung là thành phần của một cái yuca như vậy á, thì nó khá là to. Nhưng mà cũng tùy theo tiệm. Thì cái tiệm này người ta bán bánh mì yuca lớn như vậy thì cái tiền nó nhiều hơn. Cũng có tiệm người ta sẽ bán cái nhỏ hơn một chút thì cái tiền nó rẻ hơn. Mà cái bánh mì này á thì mình trả là 7 đồng euro cho cái bánh mì này. Cái bánh mì này á mọi người thì ở đây người ta gọi là đỡn bánh mì của người Thổ đó. Nhưng mà mình thấy hôm trước mình về Việt Nam á thì mình thấy cháu mình cũng có mua một cái bánh mì tương tự như thế này, ở Việt Nam gọi là bánh mì tam giác.
thì cái bánh mì tam giác ở Việt Nam là xuất xứ là từ cái bánh mì của người thổ này đây. Thì bánh mì này ở Đức cũng rất là nhiều người ăn và hầu như mọi người đều ăn cái bánh mì này. Thì bánh mì của người Thổ Nhĩ Kỳ á, nó ở ngoài là một cái bánh mì người ta làm bằng bột mì rồi, còn ở trong á thì cái thịt của họ là cái thịt, một là thịt gà hoặc là thịt bò. Cái bánh mì này là giá là 6.50 euro. Renaissance mô, cái này là cây hoa hồng mà, mấy cây hoa hồng leo á. Đừng biết thích bánh visa cho nên là đừng biết mang bánh visa thôi. Rửa ra bên trong. Đây là món ăn yêu thích của Đa Vĩ. Không thấy là biết chưa, trống chưa? Bữa một trống tiền với bà Tê đây sai. David nhanh tay nhanh chân đã ăn một miếng rồi nè. David thích bánh này lắm á. David ngon không? Ngon không? Ngon quá. Ngon quá hả? Đúng rồi. Con không mời bà Teresa trước mà con ăn luôn, con không mời. Mời bà mà. Mời bà mà bà chưa ăn mà con ăn rồi. David Essen không có cho Teresa ăn chi trần. Cho mà. Khi cho nó rồi. Ăn thèm bánh pizza quá mà ăn mà ngấu nghiến luôn rồi đó. Ăn đi con, ăn cho Teresa nó mạng đi. Ăn ngon quá thầy. Đây là quà mình mua tặng Teresa nè. Teresa. Nè. Đây là quà mang cho Teresa nè, từ Việt Nam về nha cha. Giống như là bánh ít đi mà bánh quy lại nữa đó. Mỗi lần tới nhà bà là bà cho bánh kẹo để viết gì đó. À, Teresa Hafile Sissikai Kuchen für David Gekau. Lại làm David được đẹp lắm nè. Lại làm David đồ này để lấy này chứ. Đồ ăn ngon. Cái quán mà hôm trước á, mình mua đồ ở chỗ nhà bà, lấy nhà bà Teresa ăn á. Quán nó nào chị? Quán nó xích tay nào? Xích tay có Yuska. Đó, có Yuska, có thấy cái mẹ mua cho mẹ gái vô mẹ mua luôn gì cho con á. Các bạn coi. Từ từ đấy, từ từ. Các bạn phải coi tới mà. Từ từ, mở ra cho đúng tầm quá. Các bạn phải thấy cái đồ ăn đẹp lắm. Mà mày nghĩ là con ăn không hết, con để lại đĩa này. Các bạn nghe là ăn đồ ngon. Đây, ra thịt cua. Ăn nó đòn nó mới uống nước lên nè. Một cái bánh từ từ con. Bánh dứt. Đi ăn thay rồi với ba. Biết là ba giỏi là con cho chạy đúng không? Ba. Bánh đi đúng không? Ba tới được không ba? Ba có thích con nữ của Yuska của David không ba? Làm đi con. Thao tay như này, uống nước cái đổ. Anh nào vậy này, đã đưa giá cho con đó. Không lấy cái ly bự này, cái ly cũng dài như này. Chứ nếu không lại không có tốt được nó đi, ở nhà mình tốt hơn. Chứ bệt nữa.
Cái này thì vẫn không có sức. Nó không có mạnh, đứt xé được. Cái không có mạnh. Mấy kia đứt xé đau chút chút. Mà ăn cái này tao cầm đĩa. Đứa tao cầm đĩa ra. Tao cầm ra là tao không đi là. Bỏ đi cầm cái muỗng của tao đi sao. Nó còn quá. Nó làm cái đồ của bá. Có sẵn rồi này. Bỏ trộn một lít dân qua. Sốt sẽ đi ngon. Sốt ngon hả? Ăn đi. Nó cũng ngắt như sờ lắp. Như sờ lắp lắm. Ra số gì đó, mấy mẹ ăn cái chay đó, mẹ ăn đơn nè. Ừ. Mẹ ăn đơn nè. Hả? Nói. Nhưng mà ăn nè. Có ăn nè. Tụi con cũng biết nhiều gì chứ. Nước cay. Hắn cái mặt cay. Chấm đi.